Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng đi chơi. Mấy bạn ơi, trời ơi, bạn ơi, hôm qua có bạn nào đã đi chơi rồi đi chơi Noel chưa? Hôm qua mình mới vừa đi chơi Noel chung với lại Sammy nè. À, ngày Giáng sinh thì chúng ta sẽ được tặng quà. Thì hôm qua Sammy đã tặng cho mình một cái mắt kính. Đó, một cái mắt kính mới nè, thấy không? Đó, nhìn mình ngầu quá bạn. Ngầu vãi nồi luôn đúng không? Ngầu ơi là ngầu luôn. Trời ơi, mắt kính mới siêu ngầu luôn. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series gọi là trường học ma quái nha anh em. Thì không biết rằng là hôm nay chúng ta sẽ gặp chuyện gì đây. Thì quên nữa, trước khi vào video này các bạn đừng quên là nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình đạt lên được 1 triệu subscribe anh em. Trời ơi, dạo gần đây mấy bạn ít ủng hộ mình quá, không chịu nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho mình chút nào nè. Cho nên là mình lên subscribe ít ơi là ít luôn. Hãy đăng ký ủng hộ cho kênh mình nha mấy bạn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đi đến chỗ của anh Mr. Dịch nè. Hồi sáng nay anh Dịch ảnh đi làm á bạn, mà ảnh quên mang hai bánh mì, cho nên là hôm nay mình đem bánh mì đến cho ảnh nè. Trời là trời, đi làm mà không chịu ăn sáng, Dịch đó mấy bạn. Ờ đúng rồi, nếu như những bạn nào mà không biết á thì anh Mr. Dịch của chúng ta chính là một nhà khoa học mấy bạn ơi, một nhà bác học mấy bạn ơi. Đó, vừa là khoa học vừa là bác học luôn, mày thấy ghê không? Mr. Dịch cực kỳ giỏi luôn nha. Anh Dịch có thể chế tạo ra những cái vũ khí rất là kinh khủng luôn, và có thể gọi là nghiên cứu về những con quái vật các kiểu nữa. Cho nên là mình đến đây để mình gọi là xem coi Dịch có chế tạo được cái vũ khí gì đó mạnh mạnh không cho mình mượn. Ok rồi, để mình vô xem coi. À ui, dịch nè mấy bạn. Ê, Dịch đây. Một người đi với nụ cười hắc hiu. Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ, lặng im đứng nhìn. Ủa gì Dịch, gì mà sao từ nãy giờ em vô em chào anh mà anh không thèm nhìn mặt em luôn, mà anh cứ nhìn cái bức tượng. Ủa cái bức tượng của ai mà xấu vậy anh? Trời Dịch. Ê Dịch ơi, sao mà anh mập râu luôn vậy? Đứng nhìn lâu quá thì mập râu. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn anh Dịch kìa. Hình như là ổng đứng đây lâu quá, cái ổng bị già, cái ổng mọc râu luôn các bạn ơi. Nhìn cái gì chứ? Hả, con gì? Ủa con này là con gì vậy? Sao nhìn xấu vậy? Con này là con MTB. Alo, con nhầm con SCP. Cái gì? À, cái gì con MTB? MTB là Sơn Tùng mà, còn con này là ủa gì? SCP hả? Đúng rồi. Ồ. Ủa mà đây không biết là em đang chứng kiến một cái gì đâu mà em đứng đấy em thào thào. Ủa cái này là SCP hả mấy bạn ơi? Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy con SCP xấu hết cỡ này luôn á. Nhìn cái mặt nó kìa, cái mặt nó xấu ấy là xấu luôn. Ủa mà con SCP này là con gì anh, nó có nguy hiểm không? Con này chỉ cần anh coi anh nhìn em cái thôi em chết. Hả gì? Cái gì? Ủa. Giới thiệu với em, con SCP là một con thí nghiệm động vật mà anh vừa mới bắt được. Không phải tự nhiên mà anh đứng đây anh nhìn nó đâu. Em biết không? Anh nhìn nó trong vòng 24 giờ á. Cái gì? Wow. Em quay clip thử thách 24 giờ đứng im chỗ đứng nhìn SCP nè. Ồ mấy bạn ơi, anh Dịch đang quay thử thách 24 giờ nhìn SCP. Ủa nhưng mà sao anh rảnh quá vậy? Anh đứng anh nhìn nó làm gì? Cho mệt mà anh làm anh cái clip gì nhảm nhảm gì? Cái mô hết để Dịch nói cho mà nghe nè. Có SCP này á, anh vừa mới bắt được hôm qua. Hôm qua anh đi toilet xong anh đang ngồi thấy cái gì cho mục đích anh cúi xuống anh thấy nguyên SCP dưới cái toilet em móc lên á. Cái gì? Trời ơi bạn ơi, anh Dịch ảnh tìm thấy con SCP trong bồn cầu, phải rồi. Ồ, thử thách 24 giờ tìm được SCP trong bồn cầu. Không à, con SCP này nè là một con cực kỳ nguy hiểm. Nó có một cái đặc tính gọi là dịch chuyển và giết người. Ồ. Nếu như nha, mình đứng đây, mình nhìn vô hai cái mắt nó, khi nó đứng nó nhìn mình. Còn nếu mà mình quay đi một cái á, là nó sẽ giết mình luôn. Cái gì? Ồ, mấy bạn ơi, Dịch nói nghe cười mấy bạn ơi. Con SCP này á, chính là một con SCP mà khi mà chúng ta nhìn vào nó thì nó sẽ đứng im. Còn nếu chúng ta chỉ cần quay mặt đi chỗ khác một cái thôi, một giây thôi là nó sẽ biến mất luôn. Wow, ghê vậy. Ủa mà nó biến mất để nó làm gì anh? Nó biến mất để nó giết người á. Nó cầm gì nó ra, nó chém mình. Nói chung là con này nó nghiên cứu về nó 25 năm nay rồi. Trời ơi, nhìn thấy nó, em biết không, từ đêm qua đến hôm nay nhá, anh không dám chớp mắt luôn. Mỗi lần anh khô mắt anh phải nhắm con mắt bên phải đấy, nhưng mà anh phải mở con mắt bên trái. Sau khi anh nhỏ con mắt bên trái thì anh nhắm con bên trái, anh mở con mắt bên phải. Ồ trời ơi, ghê ghê vậy. Vậy có nghĩa là bây giờ là em với anh không nhìn nó là nó sẽ giết em với anh luôn đúng không? Đúng rồi. Ok rồi, giờ hai em mình đứng nhìn nó đi. Ê tào lao mày, cứ mày quay mày đứng nhìn chung tao gì mày, tào lao. Ha, tính ra chỉ cần một mình Dịch thôi. Ok thôi Dịch ơi, nói chung là hôm nay em qua đây nè, không có gì hết, chỉ là qua đây để đưa anh ít bánh mì thôi. Nè, em đưa anh bánh mì nè. Đó, bánh mì đó, ăn đi. Trời là trời, nhìn anh đứng đây thấy tội quá. Ngồi luôn rồi nè. Rồi, rồi. Ôi, thôi em về nha. Ôi, nhưng mà có SCP này có thể dịch chuyển được á. Nghe nó hơi xạo xạo thế nào ấy. Ôi, mấy bạn ơi, nhiều khi á
Nhiều khi là anh Dịch á là nghĩ mình là con nít cho nên anh Dịch lừa mình mấy bạn ơi. Con này làm sao mà Dịch chuyển được? Nó chỉ là một bức tượng thôi mà. Chắc anh Dịch xạo á. Ok, mình phải lại, mình hỏi ổng lại mới được. Dịch ơi, anh đừng có xạo nha, con này làm sao mà Dịch chuyển được? Con này nó là con Dịch chuyển hôm qua anh nói rồi, anh vừa tống nó trong toilet lên cái anh quay, anh rửa tay cái anh quay lại anh thấy nó đứng gọi là bên ngoài phòng khách luôn. Thôi em không tin đâu. Bây giờ anh thử, bây giờ em với anh quay ra sau lưng đếm 1 2 3 đi, quay lại mà thấy nó biến mất thì em mới tin. Thôi xào mày đếm 1 2 3 gì nó giết cả làng mình á. Mấy bạn có đồng ý với mình không? Bởi vì á là mình không tin con này là SCP có thể Dịch chuyển được, cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lừa anh Dịch để cho ảnh không nhìn con SCP nữa, để coi con SCP nó có biến mất không nha mấy bạn. Ok, bây giờ mình sẽ làm cách nào để mình lừa Dịch không nhìn con SCP nữa ta. Ok rồi, bây giờ mình chỉ cần gọi là đứng ngoài đây nhìn ra cửa sổ nè. Dịch đang ở trong đó đúng không? Ôi Dịch ơi, em nói anh nghe nè. Ở ngoài sân có một cái chị nào đó, trời ơi nhìn đẹp ơi là đẹp luôn, hoa hậu mà quyến rũ ơi là quyến rũ luôn, trời ơi. Gì hoa hậu gì không coi, tào lao. Trời ơi thiệt đó, trời ơi sexy lắm nha, trời ơi. Trời ơi nhìn kìa, mông bự kìa, trời ơi mặc bikini ôi nha, trời ơi đẹp ơi là đẹp luôn. Chạy ra. Quay đây nè. Ok. Ôi mấy bạn ơi. Có SCP đâu rồi? Ha. Rồi xong luôn. Cần vô em quá, mày bảo mà chưa có hoa hậu mặc bikini mà giờ tao ra không thấy ai đâu. Nhìn đây, có SCP nó biến mất rồi anh ơi. Nó Dịch chuyển rồi, trời ơi, nó đi giờ nó Dịch chuyển, nó đi, nó làm hai sóng làng, nó đi, nó tào lao tùm lum, bây giờ tao giờ trời ơi, Pong ơi, là Pong bikini ơi, là bikini. Dịch ơi, em xin lỗi anh. Trời ơi, mấy bạn ơi, chết tôi rồi mấy bạn ơi. Dịch ơi, bây giờ làm sao đây anh, làm sao đây, con SCP nó thoát ra ngoài rồi. Làm sao nữa, nhưng mà anh cũng biết cách, anh biết cách để tóm nó lại rồi. Có SCP là nha, nó rất hay là giết người ta khi mà người ta không chú ý. Đấy, nếu mà người ta nhìn quanh này là nó sẽ không tới đâu, nó khô lắm. Nên là bây giờ mình phải cố gắng mình tìm cách mình dụ nó để trừ khử nó luôn. Anh tính giữ nó lại để anh nghiên cứu, nhưng mà anh đứng từ hôm qua hôm nay anh không rời mắt được khỏi nó, anh không nghiên cứu được gì, thôi bây giờ giết nó luôn. Ok được rồi, nhưng mà giết nó bằng cách nào? Giết nó á, bây giờ mình có một cái kế hoạch như này. Là bây giờ anh em mình sẽ xây một cái căn nhà TNT. Sau đó mình phải úp mặt vào trong tường. Tức là mình phải chui trong nhà nó, mình úp mặt tường. Khi nó đang gần xuất hiện tới, nó chui trong nhà cái mình quay ngoắc lại. Đó, không mình nhìn nó, đấy, nó nhìn mình. Không mình cam cho đến khi nào mình đi ra khỏi ngôi nhà, cho em sẽ kích hoạt phát nổ ngôi nhà đó là nó sẽ chết luôn. À, vậy có nghĩa là chúng ta chỉ cần chờ nó tới gần chúng ta, chúng ta quay và chúng ta nhìn nó. Cứ nhìn nó mãi luôn là thì nó sẽ đứng yên một chỗ đúng không? Đúng rồi, mình vừa nhìn vừa lùi. Ok, rồi đi, trời ơi. Ok, rồi bây giờ xây căn nhà TNT ở đâu đây? Em nghĩ rằng là xây ở chỗ này được không anh? Chỗ sân bóng nè. Không được, xây sân bóng này nghĩ lắm, cái thứ này nó nổ, nó dính vào sân bóng đá sao? Xây luôn dưới bể bơi. Xây dưới hồ luôn á? Xây dưới hồ luôn, nổ hồ xong mình đắp lại cái hồ sau chứ xây bể bơi sao được. Ok, rồi, đây em có mang theo đầy đủ đồ của anh yêu cầu luôn rồi nè. Rồi, bây giờ xây ra nha. Rồi, để em xem coi. Xây to. Không, xây nhỏ, xây một cái bức tường đằng trước này nè, để anh em bố mặt vô. À ok, rồi để em xây. Thay em thêm cái cửa nè, cho nó khỏi thoát ra luôn. Đúng rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ là hai anh em mình chỉ cần úp mặt vô trong tường là nó sẽ xuất hiện hả? Nó tự lên nó sờ, nó mò ra, nó bóp đít mình liền. À cái gì? Ủa vậy là con này cuối cuộc là nó giết mình hay là nó bóp đít mình? Nó bóp đít xong rồi nó giết. Cái con này biết thái vậy. Ok nè, bây giờ mình với anh Dịch sẽ cùng nhau úp mặt vô trong tường nha các bạn. Thì con SCP nó mà đi tới thì bọn mình sẽ phát hiện liền nha. Ok, úp mặt vô tường. 1 hour later. Ui Dịch ơi, em thấy nó rồi kìa. Ui nó đang lại gần mặt em mình kìa. Anh nghe từng chân rồi, nghe từng chân. Nó lại gần kìa, nó lại gần kìa. Quay nhìn nó đi, anh giết em giờ. Nhìn nó đi. Mày chết rồi. Mày chết mày là con hả? Con thúc chích này. À, bây giờ. Ủa, vậy là bây giờ anh em mình chỉ cần nhìn nó thôi phải không? Đúng rồi, anh em mình phải nhìn nó, đừng nhìn nó. Ok, nhìn nó. Mày không được biến mất nha. Ok. Rồi. Đó, nhìn mày này. Rồi bây giờ em kết hoạt cái phòng giết nhau luôn. Ok. Mày ơi. Ôi chạy. Nhìn nó vừa chạy. Ôi. Trời ơi, phòng này nay anh bị chém mảnh TNT răng vô đít, chém mất cái đít quần. Ôi. Anh em mình giết được con SCP rồi Phong ơi. Ôi may quá trời, giết được nó rồi anh ơi. Ôi hình như nó banh xác luôn anh. Ê Dịch, sao có SCP nó bị chết mà nó làm rơi ra mấy ổ bánh mì vậy? À chắc là hôm qua nó lụm bánh mì của anh ăn lại. Hôm qua anh xem là cái gì anh vứt bánh mì vô mà nó không ăn, chắc là đút vô túi á. Ủa có SCP nó không ăn thịt người mà nó đi ăn bánh mì hả? Ok thôi kệ đi, nói chung là anh em mình đã giết được con SCP rồi. Ôi mấy bạn ơi. Ôi có SCP này thật là nguy hiểm. Nguy hiểm ơi là nguy hiểm đó các bạn ơi.
Ôi, chỉ cần gọi là không nhìn nó thôi thì nó sẽ bẻ cổ chúng ta, nó giết chúng ta chết luôn. Còn SCP này cuối cùng là mình với dịch cũng đã tiêu diệt được nó rồi. Ok, và nếu như các bạn thấy thích con SCP này và thấy thích mấy bạn làm ơn đừng có thích SCP nữa nha. SCP nó nguy hiểm lắm. À, ok. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của anh giáo sư Mr. Vịt để đăng ký ủng hộ cho anh Mr. Vịt nữa nha. Ok, và đừng quên là đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc clip tại đây này. Còn quái vật này kinh khủng quá. Ok, bye bye mọi người. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.